Dạ vâng, Trung Nguyễn xin kính chào tất cả quý vị và Trung Nguyễn xin kính chúc cho tất cả quý vị một buổi sáng của ngày 18 tháng 3 2024. Chúc mọi người bình an, nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc nhé. Vâng quý vị ơi, thì sáng ngày hôm nay Trung Nguyễn cũng như thường lệ có rất nhiều thông tin nóng để gửi đến cho tất cả quý vị. Quý vị thấy trên màn hình nhỏ của tất cả quý vị là đây là một cái cái vỏ xe bị nổ bể như vậy. Và quý vị biết trên xe đó ai ngồi trên đó không ạ? À? Đó là ca sĩ Quách Thành Danh. Đó, bị chạy lên với vận tốc là 100 km trên đường cao tốc quý vị Bất ngờ cái lớp xe là phía trước hay phía sau gì đó Đã nổ cái lớp à, Rồi có sự việc mà Quách Thành Danh có bị như thế nào hay không à, Có ảnh hưởng gì không Thì ở đây Trung Nguyễn chia sẻ cho tất cả quý vị cùng nắm Và tiếp đó là về vấn đề của nghệ sĩ Lê Tính à, Hiện tại bây giờ là chú Lê Tính đang ở một cái ngôi nhà hoa thì cụ thể là nội dung như thế nào Trung Nguyễn chia sẻ cho mọi người sau luôn rồi tiếp tục nữa là một nam diễn viên đã qua đời chỉ là 24 tuổi thôi quý vị rồi thì bây đầu bây giờ thì Trung Nguyễn không làm mất thời gian quý vị Trung Nguyễn chia sẻ ngay những thông tin mà Trung Nguyễn đã cập nhật được nhé rồi cô chú anh chị em cũng cho Trung Nguyễn một like ủng hộ tinh thần nhé rồi cô chú anh chị em à, có đặt hàng mua à, các loại khô khô đồng khô biển hoặc là mật ong mật ong ruồi và mật ong mật thì cô chú anh chị em liên hệ qua hai cái số điện thoại cũng như là hai số zalo trên màn hình nhỏ của quý vị luôn nha rồi cảm ơn tấm chân tình của mọi người luôn thương yêu và ủng hộ trung yến đây đầu tiên là một trang tin trang tin này mấy ngày trước trung yến cũng đã có chia sẻ cho tất cả quý vị liên quan đến tiktoker đó à, đây ạ à, là nhân vật này à, và anh ta đã có một cái cái bài nói như vạ miệng hay là một cái sự việc không biết cố tình hay là sắp đặt gì đó nên anh ta hiện tại bây giờ cũng bị sở thông tin và truyền thông à, đang điều tra để coi anh ta này có tội hay không đó và anh ta cũng đã xóa đi cái video điểm đó và hiện tại ảnh cũng tiếp tục là lên một cái bài à, một cái video ngắn xin lỗi vì cái phát ngôn không không chuẩn của mình đó quý vị nhớ cái vấn đề của năm em cũng vậy à, cũng đã phát ngôn không chuẩn rồi khi mà sở À, thông tin và truyền thông sợ rái thì à, lại có một bài xin lỗi cũng y như cái vụ việc này à, Nhưng mà năm Em là một uh, ca sĩ uh, 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 một ca sĩ và một uh, cũng là người mẫu nổi tiếng Người có công chúng thì bị phạt là gần uh, 40 triệu đồng đúng không ạ Còn nhân vật này uh, có bị phạt hay không thì chúng ta chỉ chờ đợi uh, bên sở thông tin và truyền thông đưa ra kết quả cuối cùng Rồi bây giờ thì anh ta có những lời xin lỗi như thế nào Ở đây Trung Nguyên chia sẻ cho tất cả quý vị cùng nắm trên báo Cười Lao Động có tiêu đề Tiktoker xin lỗi vì nói Sài Gòn là nơi lý tưởng cho cho tội phạm hoạt động à, đó là một cái tiêu đề thì đây sau khi gây tranh cãi trên mạng xã hội nam Tiktoker đã làm một clip xin lỗi nhưng cộng đồng mạng cho rằng Tiktoker cần phải khóa cái cái này sau khi clip 59 giây với nội dung ở Sài Gòn trộm cắp nhiều là do văn hóa Sài Gòn là nơi cực kỳ lý tưởng để của những tội phạm hoạt động. TikToker Nhật Hải đã xóa clip và đăng lời xin lỗi. Trước đó, TikToker Nhật Hải hơn 894.000 follow đã gây bảo mạng với các phát ngôn về vụ giật bim bim ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Clip 59 giây này thu hút hơn 82.000 lượt xem và gần 300 bình luận. Clip đã gây phẫn nộ trên mạng khi nam TikToker khẳng định rằng vì sao ở Sài Gòn trộm cắp nhiều như vậy thì điểm cốt lõi nhất là do văn hóa. Bên cạnh đó thì cộng đồng mạng bức xúc khi TikToker này nói Sài Gòn là nơi cực kỳ lý tưởng để của những tội phạm hoạt động. Ngay sau khi bị cư dân mạng tẩy chay, nam TikToker đã xóa clip và đăng một clip khác để xin lỗi. Người này phân trần thật sự trong lòng mình không bao giờ có ý nào mà phân biệt vùng miền và mình có nói Sài Gòn là nơi cực kỳ lý tưởng để của những tội phạm hoạt động. Khi nói ra, mình chỉ muốn mọi người cẩn thận hơn. TikToker xin lỗi vì câu nói của mình. Mặc dù vậy, cư dân mạng cho rằng ngày nay nhiều TikToker muốn tạo sự chú ý nên đã làm khá nhiều clip để mà gây tranh cãi. Đây là mô tiếp gây sự chú ý bằng việc đưa ra những thông tin gây tranh cãi sau khi đạt được ý đồ thì lại lên xin lỗi rồi bắt đầu hành trình tẩy trắng mong cộng đồng mạng thông cảm các nhãn hàng cần tẩy chay những trò bẩn gây tranh cãi tạo sự chú ý tiktoker cần khóa vĩnh viễn à, các kênh muốn nổi tiếng bất chấp để mà răng đe chị trương nhi bình luận Trước đó trao đổi với phóng viên báo Người lao động, ông Nguyễn Ngọc Hồi là phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin về clip gây tranh cãi của TikToker nói về vụ giật bim bim và đang cho kiểm tra để uh, xuất, uh, đề xuất để hướng uh, theo hướng xử lý. Thì hiện tại bây giờ họ cũng là đang kiểm tra coi như thế nào. Coi uh, bạn TikToker này uh, có bị phạt giải gì hay không hay là chỉ là cảnh báo thì chúng ta chờ đợi uh, thông tin của sở thông tin nhé. Rồi thông tin tiếp theo trình báo pháp luật quý vị à, có một cái tiêu đề như thế này mở lại phiên tòa vụ án mẹ nữ sinh giao gà ở điện biên quý vị nhớ à, cái vụ việc này không quý vị bị bốn à, năm người đã hiếp dâm một cô gái giao gà và chữ cái sự việc đó là kinh thiên động địa một lúc luôn và à, bây giờ à, lại cái cái phiên tòa lại mở lại mở lại cái phiên tòa vụ án của mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên. Thì cụ thể những thế nào Trung Nguyễn chia sẻ cho tất cả quý vị cùng đắm trong trang tin này. Cái thời điểm nó tội nghiệp cô gái đó gì đâu quý vị. Sau quyết định giám đốc thẩm. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo kêu an của mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên ngày 19 tháng 3. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa thẩm xử xét xử lại vụ án Trần Thị Hiền mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên phạm tội mua bán trái phép chất ma túy bị cáo Trần Thị Hiền sinh năm 1975 là mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết 2019 gây chấn động dư luận trong vụ án này còn có bị cáo vì Thị Thu sinh năm 1982 là vợ của Vì Văn Toán trong À, một trong các khung thủ sát hại nữ sinh giao gà ở điện biên sau phiên tòa sơ thẩm hai bị cáo đều kháng cáo kêu oan vào các ngày 18 và ngày 19 tháng năm 2022 tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa phúc thẩm sau khi xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội cho rằng có nhiều tình tiết trong vụ án còn có mâu thuẫn nhau một số tình tiết không thể làm rõ ngay tại phiên tòa Do đó, tòa phúc thẩm quyết định hủy một phần nội dung bản án sơ thẩm liên quan đến bị cáo Trần Thị Hiền để điều tra xét xử lại. Bị cáo vì thị thu cũng kháng cáo kêu an, tuy nhiên là tòa phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận nên quyết định bắt kháng cáo đồng thời giữ nguyên mức án tại bản án sơ thẩm đối với bị cáo này. Tuy nhiên sau đó, chánh án tòa án nhân dân tối cao ra quyết định đề nghị xét xử giám đốc thẩm vụ án vì cho rằng là không có căn cứ để hủy phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Trần Thị Hiền. Tháng 9 năm 2023, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án. Trước đó, cuối tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã xử phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù vì thị thu tù trung thân cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến vụ án. Các đối tượng sát hại nữ sinh giao gà là Vì Văn Toán, Trầm Thu, Bùi Văn Công đều nhận án tù trung thân. Lương Văn Hùng bị tuyên 20 năm tù ngoài bị cáo huyền, bị cáo thu kháng cáo kêu an, ba người còn lại không kháng cáo. Trong các đơn kháng cáo, bị cáo Trần Thị Hiền kêu an nói nhóm toán công đã bắt giữ sát hại cô gái của bà đồng thời vu khống bị cáo này mua bán ma túy tương tự bị cáo vi vì, vì thị thu kêu an khi là cho rằng bị ép cung nên nhận tội trong giai đoạn điều tra theo nội dung vụ án năm 2017 vì thị thu mua hai bánh heroin giá 90 triệu đồng à, trên một bánh về bán cho bùi văn công với giá là 150 triệu đồng một bánh Công và Lường Văn Hùng bán số ma thúy này cho Trần Thị Hiền với giá 160 triệu đồng một bánh nhưng bị nợ 30 triệu đồng. Liên quan đến vụ án con gái bị cáo Trần Thị Hiền bị sát hại, cơ quan tố tụng xác định do bị cáo Hiền không trả tiền nên nhóm Vi Vì Văn Toán và Bùi Văn Công đã lên kế hoạch bắt giữ nữ sinh để ép trả tiền chiều ngày 4 tháng 2 2019 30 Tết Nguyên Đáng công đưa Vương Văn Hùng đến chợ nhận diện nạn nhân, vợ mua gà để lừa nữ sinh, chở tới một căn nhà vắng. À, đến nơi thì nữ sinh bị đánh bất tỉnh rồi được trở về nhà công. Sau đó từ ngày 4 tháng 2 cho đến ngày 7 tháng 2 2019, nhóm công khống chế, hạm hiếp nhiều lần rồi sát hại nạn nhân. vợ công là Bùi Thị Kim Thu biết việc này nhưng không kháng cáo không tố cáo xin lỗi mọi người là không tố cáo vâng đó là một sự việc vô cùng đau lòng cho cho nữ sinh giao gà này thưa quý vị đó người và bữa nó xử cái vụ này là lại rồi ngày 19 tháng 3 đó à, rồi đó là thông tin thứ hai tiếp tục là thông tin thứ ba à, đây trên tạp chí South Star nha quý vị có một tiêu đề là năm diễn viên nổi tiếng qua đời ở tuổi 24 đấy quý vị và câu chuyện này xảy ra ở Hàn Quốc rồi thì như thế nào Đó, Trung Nguyễn chia sẻ cho tất cả quý vị cùng nắm năm diễn viên nổi tiếng qua đời ở tuổi 24 sau 3 năm cống hiến cho nền công nghiệp phim ảnh mới đây với mộ điệu phim ảnh khắp nơi bàn hoàng trước sự ra đi của Lee Kokri, diễn viên lồng tiếng nổi tiếng của Hàn Quốc hiện nguyên nhân cái chết của Glycouri vẫn chưa được khái lộ. Tang lễ cũng được tổ chức uh, riêng tư. Sinh thời Glycouri gắn liền uh, với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả khi góp giọng trong nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó có thám tử lừng danh, trả tượng <laughs> thám tử cao, thám tử lừng danh Conan. <laughs> Lee Kory sinh năm 2000, ra mắt với cái vai trò là diễn viên lồng tiếng từ năm 2021. Năm đó, anh mới 21 tuổi là một trong những à, cá nhân trẻ tuổi nhất được tuyển dụng trong đơn vị của mình. Anh tham gia lồng tiếng cho nhiều nhân vật hoạt hình trong các tự phim nổi tiếng như Xin cậu bé bút chì, thám tử lừng danh Conan. Người, ngoài lồng tiếng phim, nam diễn viên còn đóng góp giọng ở một số tựa game được khán giả yêu thích đáng chú ý là game Genshin Impact. sau 3 năm gắn bó với người diễn viên lồng tiếng Lee Corey à, khiến khán giả và đồng nghiệp ngỡ ngàng khi rời cõi tạm ở tuổi 24. Theo tờ Nate đưa tin, nữ diễn viên Lee Tesla đã xác nhận sự qua đời của đồng nghiệp thông qua bài đăng trên mạng xã hội. Cô nói mình thay mặt gia đình Lee Corey báo tin À, đau lòng này đến khán giả và người hâm mộ của anh, đồng thời bày tỏ sự đau xót trước sự ra đi của anh nam diễn viên. Theo truyền thông hàng, hiện nguyên nhân qua đời của Gligori vẫn chưa được là công bố rộng rãi tang lễ của Gligori à, được tổ chức riêng tư. Khán giả khắp nơi đang xôn xao trước sự ra đi của diễn viên trẻ tài năng. Họ cũng gửi lời tri ân, chia buồn sâu sắc đến gia đình của anh. Vâng, quý vị, đó là kết thúc trang thông tin. À, nếu mà ai có thám tử lượng danh Conan ha, rồi xin cậu bé bút chì đó, nó là bên Hàn Quốc mà. đó <laughs> à, thì rất tiếc là em ấy ra đi tuổi quá còn trẻ quý vị, 24 tuổi thôi. Rồi, đó là thông tin thứ ba, tiếp tục thông tin thứ tư ạ. À. Đây ạ. À, vấn đề của chú Lê Tính. Có một cái tiêu đề như thế này quý vị thông tin nghệ sĩ thương tính ở à, trời thương tính nó lê tính thông tin nghệ sĩ thương tính sống tạm bợ ở nhà hoang ấy đó là một cái tiêu đề trên báo của tiền phong thì cụ thể rõ ràng ra sao thì trung nguyễn chia sẻ cho tất cả quý vị cùng nắm luôn hình ảnh nghệ sĩ thương tính sống tạm bợ trong nhà xưởng bỏ hoang gây xung sau mạng xã hội tối ngày 17 tháng 3, chia sẻ với tiền phong nhạc sĩ tô hiếu quản lý của thương tính cũng là người hỗ trợ đàn anh trong thời gian qua nói rõ về thông tin năm nghệ sĩ sống tạm bợ ở nhà hoang theo nhạc sĩ tô hiếu anh đang sửa nhà nên đưa nghệ sĩ thương tính qua xưởng kế bên của gia đình để nghỉ trưa tuy nhiên là anh tính đề nghị ngủ qua đêm vì anh hút thuốc nhiều thích ở nơi thoáng mát thì đây à. một số youtube bơ đến quay thương tính trong lúc tôi không có ở nhà. Họ cố tình đưa thông tin sai sự thật nhằm trục lợi qua hình thức kêu gọi quyên góp ủng hộ cho thương tính, nhạc sĩ Tô Hiếu nói. Nhạc sĩ Tô Hiếu nói anh rất là bức xúc trước những thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội. Nam nhạc sĩ về gặp trực tiếp người dẫn các Youtube đến quay và yêu cầu gỡ cái nội dung sai lệch xuống. Tôi rất buồn khi chuyện không mong muốn xảy ra vì bản thân đã đồng hành cùng anh Tương Tính gần 3 năm nay. Cũng từng gặp không ít những rắc rối nhưng tôi tâm niệm giúp đến cùng. Tôi đã hỗ trợ anh Tương Tính vì tình người và tình nghệ sĩ, không vì nguyên nhân nào khác. Tiền anh Tương Tính đi hát, anh Tính tự quản lý. Chi tiêu tôi không động đến một đồng. Tôi sẽ đồng hành cùng anh thương tính cho đến khi là anh không cần tôi nữa, nam nhạc sĩ chia sẻ. Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, anh vẫn hỗ trợ tìm xô uh, biểu diễn cho nghệ sĩ thương tính. Anh cũng cho biết là hiện tại sức khỏe của nam nghệ sĩ là ổn định. Ngày 16 tháng 3, trên mạng lan truyền một số video cận cảnh cuộc sống của nghệ sĩ thương tính ở một nhà xưởng bỏ hoang nơi này được kê chiếc giường đơn và một vài vật dụng sinh hoạt cần thiết. Theo chia sẻ từ chủ nhân đoạn clip, phần mái nhà nơi thương tính đang ở đã xuống cấp và có thể là dột trước khi mưa to. Đáng chú ý, nghệ sĩ thương tính chia sẻ anh không muốn phiền hà tới những người muốn hỗ trợ giúp đỡ mình. Có mấy người nhà là bạn ngỏ ý là cho mình, bảo là thuê nhà cho anh nhưng mà thấy uh, cũng phiền quá Tự nhiên người ta phải lo cho mình Vâng quý vị Thì đó là một thông tin rất là cụ thể Không phải là chú thương tính à, Ở đó mãi mãi hay là không có nhà ở Mà tại vì chỗ anh Tu Hiếu này đang xây sửa nhà Nên cho chú thương tính ở tạm như vậy đó. Rồi thì đó là thông tin thứ tư Và bây giờ là thông tin cuối cùng à, Về quách thành danh Quý vị thấy cái lớp xe bể như vậy Thì quý vị tưởng tượng đi rất là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm mà tốc độ nó lên tới 100 km/h đối quý vị. À, để coi Trung Nguyễn chia sẻ cho quý vị coi chỗ ca sĩ Quách Thành Danh có bị thương gì hay không nha. Thì đây. trên báo của Việt Nam Net có một cái tiêu đề như thế này. Quách Thành Danh hoảng hồn khi xe hơi gặp sự cố đột ngột ở vận tốc 100 km/h. à Ca sĩ Quách Thành Danh À, thấy may mắn khi xe hơi gặp sự cố đột ngột khi di chuyển ở vận tốc 100 km h nhưng không thiệt hại về người và tài sản. Vâng quý vị, khi nghe tới đây thì nếu mà ai là fan hâm mộ của Quách Thành Danh chắc là cũng mừng. À, quý vị thấy bể lốp như vậy mà không thiệt hại về người và tài sản. Vậy là một điều có thể nói là uh, ông bà phù hộ như vậy. làm gì làm mọi người cho chú Nguyễn like quý vị ơi. <laughs> Chia sẻ với Việt Nam Net, ca sĩ Quách Thành Danh cho biết anh và Lê Minh Trung gặp sự cố đột ngột trên đường trở về Hà Nội sau đêm diễn ở Hương Yên. Khoảng 14 giờ 10 phút khi đang lưu thông với cái vận tốc khoảng là 100 km h trên quốc lộ 5B, anh cảm thấy xe rung lắc dữ dội và nghiêng hẳn sang một bên, hướng về à, phía giải phân cách. Người lái cố kiểm, cố kiểm soát được một lúc thì xe ngưng chuyển động phía sau loạt xe khác đang lưu thông với tốc độ cao liên tục né tránh vài chiếc suýt là tông phải trong lúc tài xế tìm cách tách vào lề à, toàn bộ quá trình diễn ra chỉ khoảng là 15 đến 20 giây à, quý vị thấy ghê không ạ à? à, đổ xe đó chúng tôi hoảng hồn vì mọi thứ xảy ra rất là nhanh may mắn người tài xế bình tĩnh xử lý kịp thời cũng như là các tài xế xe phía sau phản ứng nhanh nhạy Quách Thành Danh cho hay. Khi vào lề an toàn, ba người thở phào xuống xe kiểm tra, phát hiện lốp xe nổ tung. Là người lái xe ô tô lâu năm, ca sĩ đoán lốp xe mục nát do quá cũ mà người điều khiển phương tiện không chịu thay mới. Sau khi thay thì lốp dự phòng tiếp tục bị xì hơi. <laughs> ba người di chuyển được một đoạn phải dừng xe để bơm đầy mới có thể là đi tiếp. Dẫn đến việc Quách Thành Danh và Lê Chung bị trễ chuyến bay về thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh của Quách Thành Danh. Điện trai lắm nha quý vị. Ở nhà, chị Thanh Ngọc, vợ của Quách Thành Danh nhận tin báo là giật mình, lo lắng. Dù vậy, chị mừng khi anh xã mình là không, và nói chung là an toàn, gặp sự cố nguy hiểm nhưng không chịu à, bị thiệt hại về người và tài sản trừ chi phí mua lại vé máy bay. Quách Thành Danh sinh năm 1977, tên thật là Văn Thanh Tùng, được khán giả yêu thích à, qua cái hit là tôi là tôi. À, Ca sĩ phát hành nhiều album tham gia cuộc thi Hãy nghe tôi hát 2016 và vào vòng chung kết. Anh từng là gương mặt quen thuộc của các sân khấu âm nhạc nhất là những cái tỉnh miền Tây. Năm 2013 anh kết hôn và à, vợ kém 8 tuổi lần lượt sinh các con Mộc Nhiên, Hạo Nhiên, An Nhiên, Phúc Nhiên và tuấn Nhiên cả à, mẹ của thần năm đứa con đúng không, quý vị giữ rồi nha đó thì vâng đó là kết thúc trang thông tin cũng rất là may mắn cho quách thành danh và lê minh trung à, không bị à, ảnh hưởng gì cả à, một điều rất là chúc mừng nghe như vị rồi cô chú anh chị em cho trung nguyễn một like nhé rồi trung nguyễn sẽ đến đây trung nguyễn dừng lại và trung nguyễn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cùng chia sẻ với tất cả quý vị vào những thông tin tiếp theo rồi chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị sau nha